Rồi, ok, hôm nay là tôi sẽ chơi game kinh dị. Hôm nay là Tết Trung Thu, tôi chơi game kinh dị. Đấy, đây là kênh game của nó là game Go Home nha mọi người. Đi về, về nhà. Đấy, bắt đầu thôi. Nó lại game kinh dị hoặc Can I Do nữa chứ. Rồi, cái gì đây? Ủa, mới vô làm... Ủa, sao cái... Tôi là một con nít hả? Cái này là con nít đúng không? Nhìn nhìn giống như là cùng lắm là tầm chừng khoảng 8, 9 tuổi gì đó, hoặc là 9, 10 tuổi gì đó. Tay là đang cầm một cái giống như là cái bịch này, giống như là bịch... À, giống như cái bịch nhang này đúng không? Nhưng mà sao cái mặt của tôi nó lại bị che ta? Ui, cái gì đấy? Tôi đã bị thất lạc khỏi cha mẹ của tôi. Và tôi không thể tìm họ ở bất cứ nơi nào. Tôi không thể giúp đỡ nhưng mà có thể đi tôi không thể giúp đỡ được nhưng mà cô có thể đi về nhà trước. Chưa kịp dịch xong mà kỳ vậy. Tiếng Anh có hạn mà sao nó không để cho mình lâu lâu một chút để mà mình ngồi mình dịch nhỉ? Cảm ơn Thịnh rồi vô. Cái này là chùa đúng không? Này là chùa mà, cái này là chùa. Cái này là áo áo geisha kimono chứ đúng không? Nhưng mà cô chỉ thắc mắc một câu á là tại sao cái gương mặt của con bé này lại bị che vậy, sợ bị dính bán quyền hay gì cơ, hay là gương mặt này nó giống với gương mặt một người nào đó đang có thật ở trong đang có thật nên là sợ bị quánh bán quyền quá nên là nó che cái gương mặt này lại nhờ. Thiệt á chứ, chắc xấu quá nên này mình che là đâu. Nhìn cổng quan con nít mà nhìn cổng quan rất là đẹp nha, thật sự. Cảm ơn Nabe Bình, cảm ơn Thịnh. Cái này chắc là cái giếng thôi, cái gì đâu. Thôi đi xuống đi. Dạ. Ủa, cái này đèn xanh đèn đỏ thiệt luôn nè mọi người. Ủa, kinh vậy. Mẹ. Trời má. Có ai nghĩ là cái xe đó đi nó đi cái kiểu ác ôn như vậy đâu. Đau tim luôn ấy. À nó không nghĩ tới cái trường hợp đó là cái... mình còn đang đứng ngay cái đây này, đây này, đây nè mọi người để ý nha. Đó, đèn đỏ, thật sự là không có xe đúng không? Nhưng mà mình chỉ cần bước xuống một cái thôi là một cái thằng nó say xỉn là nó cán mình liền à. Khốn nạn thật chứ. Ok, mình gì đấy? Nếu bạn bị rượt bởi một cái người nào đó thì hãy sử dụng cái manhole để teleport đi chỗ khác. Ok. Cái manhole là cái nào? Cái manhole là cái này đúng không? Mẹ cái đó, nó teleport gì? Cừ 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 chỗ đó về ở chỗ này. Tao lao vừa phải thôi chứ. À mình chạy được nha mọi người, mình chạy được, mình chạy được, mình chạy được. Ok. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Cái gì đây? Má hết hồn luôn ấy. Má nổi da gà luôn mọi người. À, bị gì rồi? Thôi. À, nó nói. Hết sức, hết sức, hết sức, hết sức. Từ từ, từ từ. Hay quá. Cái gì đây? Nhà của tôi nó nằm ở tầng 3 của một cái department màu vàng. À, đích đến sẽ là sẽ bấm phím quy bút bấm phím quy hả? Cái cửa cái nhà nằm ở đâu vậy? Game gì đây? Con chó gì nữa? Nhà mình hồi nãy nó nói nhà mình là
Chung cư màu vàng. Chung cư màu vàng. Ok, chung cư màu vàng. Cảm ơn Rupert. Hết hồn thiệt luôn á mọi người. Cái mặt con đó đã ghê rồi mà nó còn đi chơi, nó còn chơi dí thì cũng chịu luôn ấy. Em chó trời à. Á mọi người thấy nó không chứ. Rồi đi đi. Con chó gặp lại gặp thêm con chó này nữa nè. Con chó này nó có à, nó dí tôi luôn. Con chó nó còn dí nữa thì tôi cũng không hiểu là tôi sống tôi không biết tôi sống kiểu gì nữa thiệt luôn á chứ. Này đường cột rồi mọi người. Nhà mình nằm đâu? Thôi đi, đừng có dí tao nữa. Ủa, nhà mình đang ở đâu cả? Ủa thôi kìa, không phải. Vậy tính ra là tôi không biết nhà tôi đang nằm đâu luôn. Nó kêu là bấm phím quy là để đó, nó tới nữa mọi người. Rồi từ nha, nhiều khi nhà mình nằm trong này thì sao? Cái gì vậy? À mình chạy nhiều quá mình mệt. À đây, nhà màu vàng đây. Cảm ơn 19, cảm ơn em. Dán chạy kìa. Ừ. Từ nha. Tại vì mình chạy cái này mình có khả năng mình mệt nữa nên là mình phải vừa chạy vừa nghỉ. Đó. Con quỷ yêu. Mày vừa phải thôi mày. Tao gần tới nhà rồi. Thôi mày thả cho tao đi, tao tới cái nhà rồi. Nhà này nhà mình đúng không? Ô cái con què gì vậy? Tao tới được cái nhà rồi mà. Đi được. Đấy. Mình không đi được cái cửa đó là mình không đi được. Mình không làm gì được luôn. Mình đi vô là cái xác chết ở phía trên nó đè xuống. Mình có né cũng không né được. Vậy là chỉ có nước là đi ở đằng sau giống như mọi người nói thôi. Đấy. Chỉ có đi ở đằng sau thôi. Cảm ơn M19. Không sao, anh sẽ cố gắng qua được. Cỡ gì anh cũng phải cho mấy con này phải ngậm cái, phải cho nó biết mùi chứ. Lòng lẽ nó giết anh được nó giết hoài. Lại đi cưng. Mày ngon mày lại đây mày giết con tiếp nè, mày ngon mày lại đây. Đúng rồi, mày chạy lại đây. Ừ. Rồi mày làm gì được tao? Ừ. Chắc tao sợ à. Mày ngon mày lại đây. Hai con nha mọi người, một con đây, một con bên này nè. Đấy. Đó. Đó, nó chạy kìa, đó thấy chưa? Mọi người thấy nó chạy chưa? Nó chạy khốn nạn không? À. Rồi. Tôi thấy cái nắp cắm, cái lộn, cái nắp cống ngay chỗ này là cô nghĩ là ổn rồi. Cô chỉ cần đợi nó tới là, cô chỉ cần đợi hai con tới là được. Mọi người nhớ nắp cống này không? Nắp cống này nó sẽ dẫn thẳng về gần nhà của mình luôn. Cái này là phải chết nhiều lần mình mới hình dung ra được cái đường đi. Tại vì mỗi nắp cống là nó sẽ dẫn mình tới một cái khu nhất định. Rồi, chạy về nhà thôi. Chạy về nhanh. Bây giờ là đằng sau không có con nào đâu. Cảm ơn Nguyên Đinh. Không, tìm hiểu cái gì? Ủa? Ôi trời ơi, mẹ có cách nào một cây level một phát lên trên đầu trên này không? Game vậy luôn hả? Ủa đó, mọi người thấy cái xác chưa? Rồi, nó nói là nhà mình ở tầng 3 đúng không? Đây, ok. Về được ở nhà rồi. Ui, trong nhà có một cái piano đúng đẹp luôn. Wow. Cái gì đây? Sau 77, 49 lần chết thì cuối cùng tôi cũng qua được rồi mọi người. Đâu nói được, còn phải cho con ma này nó biết mùi của tôi chứ. Làm sao mà có vụ đó được? Làm sao mà có vụ mà giết con? Ui, ai đấy? Ai đấy, mẹ mình hả? Sao mà có hai cái sừng nhìn ghê vậy? Ui. Hết rồi. Ôi đâu, có đi xuyên người bắn được luôn nè. Ui, kinh quá.
Con em này kinh quá. Nó không cho mình nhìn mặt luôn mọi người. Nó không cho nhìn mặt luôn nè. Nhưng mà cô thấy là bả đang đeo giống như là bả đang đeo một cái mặt nạ hay cái gì á. Nhưng mà mình không có xem được. Cái gì đây? Ở đây có một con có một cái hộp cá. Ủa? Cảm ơn fan kia, cảm ơn em. Nãy giờ nó hù anh mấy lần rồi đấy, nãy giờ nó hù anh mấy lần rồi đấy. Nó muốn tè nó quần luôn mà. Ủa hồi nãy cô nhớ là làm gì có cái này đây cả. Cảm ơn fan kia, cảm ơn em. Ui, mẹ hết hồn. Má. Má. Trời, trời. Cái quần què gì đây? Cái đầu không mà. Hình như con người nó nhìn theo tôi được mọi người. Ghê quá vậy. Ủa rồi giờ đi đâu nữa mọi người? Hết hồn. Cái này là thập niên 2000, đầu năm 2000 nha mọi người. Bà này là coi như là tôi đụng rồi, không đụng được nữa, chích gơ có nhiêu đó thôi. Cái này tôi làm gì nữa ta? Ở nhà có bức tượng nè. Ở nhà có con cá nè. Ủa sao tôi bấm chuột phải cái nó dòm ra cái gì? À đây. Ôi trời. Nhìn được chi tiết con cá vàng luôn nè. Vãi. Ghê vậy. Ủa rồi tôi làm gì nữa ta? Em rén à? Em rén chứ anh có rén đâu. Game này anh dễ gì game này dễ gì rén trời. Game này có gì đâu mà rén. Không hiểu luôn ấy. Cảm ơn fan kia, cảm ơn em. Ủa nhưng mà làm sao bây giờ cô đi ra được? Tìm tủ mở cửa hả? Tìm tủ mở để bị dí hả? Nó game gì tào lao vậy? Mở cái tủ để bị dí trời. Không hiểu luôn á. À đây nè đúng không? Ủa mở cửa bằng nút gì? Chuột trái, chuột phải. Hay là nhà này còn cũ nào nữa hả ta? Từ để coi còn cũ nào nữa. À cũ này đúng không? Không phải. À tivi chứ đúng không? Đâu phải cái cũ đâu, tivi mà. Đây nè, tivi đây nè. Đó. Nó đang nói về một cái tai nạn hả? Ê! Sao cái cổng này cô thấy nó quen quen nè? Cái cổng này giống như là cái chỗ mà lúc đầu mình đứng nè. Tôi thấy nó có để cái số 2 ở trong đó. Có phải là số 2 là số 2 người chết không? Ui. Vậy là có một cái tai nạn gần ngay cái chỗ mà mình đứng hồi nãy. Mà sao mình không thấy nha? Hết rồi. Vậy còn cái gì nữa ta? Nói chung là trong tivi thì cô cũng xem rồi. À mình ngồi được luôn nè. Ủa sao cái bức tranh này, ủa hồi nãy cô nhớ là cô đâu có thấy cái bức tranh này nó phát sáng đâu ta. Sao thì giờ cái bức tranh này nó phát sáng rồi? Sao cái nhà này cái gì nó cũng ghê gớm hết trơn vậy? Sợ thật sự. Ui. À mẹ. Vậy là đang tôi cứ tưởng là cái gì ghê lắm chứ. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng trở thành một cô gái tốt để sống tiếp. Tôi sẽ cố gắng cười như là tôi đang vui vẻ, tôi đang hạnh phúc. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể đánh bại được cái đứa trẻ hay khóc nhè đó, bấm chuột trái để mà có thể đánh nhau. Ồ, cô cầm gì để đánh ta? À, cầm cái gậy này để quánh được luôn nè. Ủa, được cái ngon chứ. Ok mà. Cảm ơn 19, cảm ơn em.
Đó là giọng cười em, giọng cười, giọng cười. Đâu để quýnh bà này thử coi. Không, bà này không quýnh được nha, bà này không quýnh được. Quýnh là hổn, thì coi gọi là quýnh là hổn, không nên quýnh, không nên quýnh. Cái gì đấy? Con cá nó biết nói tiếng người hả mọi người? Con cá này nó biết nói tiếng người hả? Sao cái thế giới này nó cái gì đây? À! Ui! À, cái gì đây? Thôi! Mẹ! Tôi! Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi! Má ơi! Con ma này nó ghê quá! Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con đi! Bà cầm con dao làm cái gì? Đâm con ma à? Ma làm sao mà đâm được? Cứu con! Cứu! 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 Ừ đúng rồi! Bà đi rồi! Bà đi rồi! Bà đi rồi! Chạy nhanh lên! Yeah! Win chưa? Chưa win luôn! Là giờ chạy đi đâu nữa? Tôi đoán là tôi cần phải chờ họ hãy quay lại the stream. Stream là ngôi đừng ngôi đừng ngôi ngôi đền đúng không mọi người? Stream là ngôi đền đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ chạy lại cái ngôi đền. Từ từ. Ơ cái gì đấy? Con này nó có làm gì mình không? Con này nó có làm gì mình không? Thôi đừng hù nha, đừng hù, đừng hù. Rồi, hù nè. Hù. Kèm gì thế này, mày không phiếu luôn ấy. Cái gì đây? Khi bạn bước lên cái manhole màu đỏ, bạn sẽ bị kẹt. Ở đó một lúc, nếu bạn muốn bước lên cái manhole mà nó sẵn sàng để bước. Là sao ta? Tôi dịch cái này sao tôi thấy nó rối vậy? Nếu như mà bạn muốn bước lên cái manhole mà nó đã sẵn sàng để mà nó đã được bước lên rồi thì hãy ặc tắt họ và sau đó teleport họ đến một cái tủ với một cái manhole khác. Sao là sao ta? Rối dữ chà. Rối dữ chà. Ở đâu hướng này đúng không? Má con gì nữa đây? Ủa sao có con voi là sao? Cái câu cừu ở trong này của dịch nó mệt quá mọi người ơi, thật sự luôn ấy. Á à, cái gì đây? Ba đây! Mẹ cây lại bọt lên thẳng con voi chết. Xàm thật chứ. Game chó chơi rồi. Game chó chơi rồi. Ôi đồ ơi. Má ơi con. Hết hồn. Hướng này đúng không? Ok đi lên hướng này. Tay là bọt ngay thẳng tới chỗ con voi. Thì thôi tôi cũng chịu luôn ấy chứ. Đó con voi xuất hiện nữa kìa mọi người. Ui. Cái chỗ này là cái gì mọi người? Cái chỗ này là cái gì? Hướng này. Ủa cười nha. Nó chỉ tôi là lên hướng này. Nhưng mà mấy con chó này nó sắp tới rồi. À, mẹ. Nó kêu là bò ngay tới chỗ con đó luôn mà. Vừa phải thôi chứ. À, sao chỗ đó nó không màu xanh ta? Đợi tới lúc nó màu xanh cái muốn mạt luôn rồi. Không được hả? Vậy thì dụ nó bằng cách gì? Tại vì cái sức chạy của mình nó có hạn mà. Chạy vòng không cần nắp cống mà. À. Khó ta. À, chạy vòng không cần nắp cống rồi ok. Hiểu rồi. Chạy vòng không cần nắp cống.
Bây giờ phải đợi cái con này nó đi qua nữa, phải canh thời gian. Ừ rồi, bây giờ là anh sẽ để dành sức, anh không có chạy nữa. Khi nào mà gặp con đó rồi anh mới chạy, tại vì nếu như mà để dành sức á là cái khoảng thời gian của mình chạy nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ok rồi nè, thôi để dành sức đi, để dành sức. Game này chắc chắc cũng sắp xong rồi chứ nhỉ. Game này chắc cũng sắp xong rồi chứ nhỉ. Chỉ cần cố gắng dụ nó đi chỗ khác rồi xong mình quành đầu lại là được chứ liền cái gì, đúng không? Bây giờ mình đi tới đây rồi mình rồi bây giờ tôi sẽ thử lại nè. Bây giờ mình chỉ cần đi bộ để mình giữ sức thôi. Khi mà mình có sức rồi thì con kia là tuổi tuổi gì? Đây rõ ràng cô thấy cái này, cứ như nó có màu xanh là cô cũng không hiểu luôn nè. Màu xanh đáng lẽ là khi mà mình dí nó tới đây nó vô màu xanh này thì mình sẽ ngon hơn chứ nhỉ, đúng không? Tại vì cái cổng cái này nè, nó sẽ tê le bọt tới thẳng cái chỗ của con này nó đang đứng luôn. Ui má má, con vô nó đi qua hướng bên này nữa chứ. Ừ hên quá, mình chỉ cần không đụng con voi là được, mình chỉ cần không đụng con voi là được. Qua được rồi mẹ, cái gì đây? Hả, con gì vậy, con bạch tuộc hả? Sao game đẳng quá vậy? Ủa không đi được. Cái gì đây? À khi mà con bạch tuộc nó đang lose là chưa kịp gì hết. Á, bạch tuộc mà mặt người. Ê con này giết sao mọi người? Hồi nãy cô chưa kịp dịch nữa. Con này mình giết sao? Bây giờ chết rồi. Con này phải chọc đất đất hả? Cảm ơn M19. Ừ, lại chết nữa rồi. Ừ. Nó kêu là đẩy tới cái chỗ màu đỏ. À không, cái đó là số 0, mẹ ơi. À lose là lỏng hả? À mình có thể sử dụng mấy cái này được. À mình chọc nó bằng kiểu này. À. Ừ, tao biết cách chơi rồi thì mày làm gì được tao? Trời ơi. Qua đây. Ừ mày đi qua đây. Ừ mày đi qua đây. Thôi game mày chơi cái Tết cùng gô cũng được nữa. Ủa, không lẽ chạy qua chạy lại vậy hoài hả trời? À đợi nó khóc rồi đâm nó rồi chừng nào nó khóc mới đứa. À ở đây có cái quả cầu. Ok. Ủa sao lại tên là bọt tôi qua đây nữa rồi? Ủa sao cho nó kẹt được ta? À nó sẽ mệt đúng không? Nó sẽ mệt đúng không? Từ từ. Đơn giản quá rồi, chưa gì được 2 điểm. Ui xời, nghỉ mệt đi anh ơi. Thôi 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 anh ơi, anh nghỉ mệt đi, anh không làm gì được em đâu, nghỉ mệt đi anh ơi. Tưởng thế nào, 2 lần rồi. Ôi trời, sao anh lần này anh trâu bò thế nhỉ, anh không mệt luôn à?
Bây giờ nó không mệt thì biết sao vợ nó phải mệt chứ. Vậy thì mình phải dụ nó đi chỗ khác thôi. Rồi lại đây cưng. Ui da. Ui da ui da ui da. Ui gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi, gần được rồi. Từ từ, chắc tôi phải dụ nó đi chỗ khác cái. Đứng đó nó rối, đứng đó nó nhức đầu quá, chịu không nổi luôn. Thấy không, tự nhiên cái mọi người thấy không? Lúc thì góc nhìn ba, lúc thì góc nhìn thứ nhất, cái làm sao mà cô chịu cho nổi. Nhức đầu chết được luôn ấy. Mệt đi anh, mệt đi, mệt đi. Mệt đi. Hụt hoài luôn. Ừ, nãy có hụt mấy lần đấy chứ. Thôi cho nó chạy thêm lần nữa đi. Rồi, lại đi cưng. Lần này chắc cưng mệt rồi. Trời ơi. Tưởng thế nào. Tôi muốn về nhà. Về nhà có về được đứa đâu mà về. Không hiểu luôn ấy. Ô, cái gì? Con game gì đây? Oppy à? Alo? Vượt chướng ngại vật Oppy à? What? Sao con cá vàng này bây giờ nó cũng chống đối tôi là sao? Cái gì thế? Quả luôn. Giờ cái con cá vàng nó cũng chống. Ôi. Ủa cái vụ gì vậy mọi người? Ok. À, mình nó có thời gian á hả? Sao không nói ngay từ đầu là nó có thời gian nhỉ? Mẹ làm đi ngồi giống như là đang đi ngồi chơi sơi nước ấy. Giống như đi đang đi thám hiểm ấy, ngắm cảnh ấy. Biết có thời gian sao không nói, trời không hiểu luôn ấy. Khổ thật. Game này, ngộ đời, đúng là game chó chơi. Nó có thời gian nó cũng không nói cho tôi biết nữa. Chán thật. Thà mà có biết có thời gian là nãy giờ tôi chạy thấy bà đấy chứ có đâu chứ có đâu có ngu gì có đứng lại. Ôi ơi mẹ không kịp. Chết nhiều nó phải có kinh nghiệm sao, cái càng chết nó càng mất hết kinh nghiệm sao nhỉ? Ok. Ok. Rồi. Cảm ơn mọi người chính. Rồi. 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 Rồi bây giờ là chỗ bây giờ là chạy liên tục luôn đúng không? Rồi bây giờ để dành sức cái. Rồi, chạy liên tục luôn. À, rồi, được rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi da! Ôi, đừng đi lại chứ! Ôi, anh quá lưu rồi! Con game này. Ủa cái quần què gì vậy? Rồi cái chỗ này nó làm gì tôi nữa? Ơ kìa. Ủa. Ủa cái khoan chỗ đó đi đâu mọi người? Chỗ đó đi đâu vậy? Anh này còn với cái chỗ này. À vâng, nó lắc y chang Roblox. À mọi người thấy ghê chứ. À mọi người thấy ghê chứ. Chưa kịp bấm sờ bay. Tôi hiểu ý, tôi hiểu rồi đó. Rồi.
Ui, ui, hú hồn. Qua rồi mọi người ơi, qua rồi, qua rồi, qua rồi. Cái gì đấy? What the hell? Cô đang ở đâu vậy? Ơ, trời ơi! Lưu đi, lưu đi, lưu đi, lưu đi, lưu đi. Má không lưu luôn mẹ. Ây da, nhảy sớm quá, nhảy sớm quá. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Cái khúc đó là mình phải chạy nhanh, mình phải chạy vô nhà. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, mình phải chạy nhanh, mình phải tìm đường vô nhà luôn. Ok. Rồi. Tìm đường, tìm 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 đường chạy thẳng vô nhà luôn, tìm đường chạy thẳng vô nhà luôn. Ủa cái nhà đâu? Cái đường đi vô đâu? Ủa? Nhìn lên rồi. Ôi mẹ. Lô cái chỗ đó lô cái là không biết đường đi vô nhà nằm đâu luôn ấy chứ. À đứng ở trên luôn hả? Đứng ở trên đó luôn hả? Thì không đó. Đứng trên đó coi chừng chết đây. Là đứng đây luôn đúng không? Ôi mọi thứ đang biến thành cái gì đấy trời. Ghê thật sự. Nà 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 nà. Đó. Ở trên cao nè. Ừ. Ừ trên cao sống thiệt. Trên cao sống thiệt. Cái bà này quen quá. Ủa mình đi đâu mọi người? Ôi. Cảm ơn nè bên. Ôi. Ảo thật chứ. À, ảo thật chứ. Ừ ba má lúc đầu đi. À đi nè. À tôi hiểu rồi. Ba mẹ mình chết. Ba mẹ mình bị tai nạn. Bị tai nạn chết. Và cái tai nạn đó là tai nạn xảy ra khi mà cái tai nạn này là cái xe này là xe của ba mẹ mình nè. Cảm ơn 19, cảm ơn em. Ôi, má đâu cần phải hỉ mũi ở trong đó đâu trời. Thiệt á chứ, đâu cần phải hỉ mũi ở đó đâu. Đâu cần phải hỉ mũi ở đâu. Gớm thật. À, cô lại biến thành con này nữa rồi nè. Theo tôi đoán mà không biết đoán có đúng hay không là con này là ở đây. Ủa sao cái nhà mình ủa sao nó ra, ủa sao đối diện nó là cái này rồi. What the hell? Ủa sao nhà hồi nào bay bay lẹ vậy? Nhà bay nào bay lẹ vậy? Khoan khoan khoan, tới đây là tôi làm cái gì nữa ta? Xong rồi đó. Phà à. Ơi mẹ mấy con quỷ nó nhảy kìa, con có cất không chứ mẹ. Thôi bố skip cho lẹ.
Vâng, mẹ cuối cùng cũng phá đảo được con game khốn nạn này. Không biết được là tôi không biết là có ngoài cái con game này ra còn cái con game nào nó mất dạy hơn con game này không đi chứ. Thôi anh không chơi Friday này đâu anh ở Bình ơi, cảm ơn em, chơi khác đi. Trời ơi một hồi cuối cùng cũng phá đảo toát mồ hôi hột luôn á chứ, thiệt tình một đêm trung thu đáng nhớ chứ đúng không mọi người, thiệt một đêm trung thu đáng nhớ.